từ Flagstaff, lái xe thẳng về phía bắc, chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì tới công viên quốc gia Grand Canyon. Grand Canyon thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đứng trên mép bìa của Grand Canyon, nhìn ra những rặng núi vô tận của những bức tường vách đá đầy màu sắc và những khe núi sâu, có cảm giác như thiên nhiên vô cùng kỳ bí bên cạnh dòng sông Colorado. Grand Canyon là một cái hẻm núi sâu và cổ của bang Arizona. Tình như lá khô rơi, trời vơi giữa trời sa mạc. Tình như đóa hoa tàn, giọt nước mắt khóc cuộc tình tan. Tình sao mãi cách xa, nên tình héo hắt phôi pha. Người giờ mãi nơi đâu, phố núi buồn chờ đợi mưa ngâu. Ngoài chụp ảnh ra ăn trưa trong đây thì đoàn chúng ta còn có thể đi trực thăng đi xuống đại vực và đi xuống dòng sông Colorado. Ngàn chiếc lá khô bay, niềm mong manh giữa trời mây buồn. Lòng sao mãi nát tan, tình nồng bay theo gió ngút ngàn. Ngồi lặng lẽ một bóng, đếm từng chiếc lá nhẹ rơi. Ơi chiếc lá khô gầy, hay em đang khát anh từng ngày. Canyon đi ngược về phía bắc chừng khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa thì sẽ tới Antelope. Huyền bí, khó tin là tất cả những gì có thể nói về nơi này. Những sa thạch đá màu sắc rực rỡ và những đường nét uốn lượn hình sóng vô cùng kỳ ảo cho ta cảm giác khá lạ lẫm. Các đỉnh cao nhất có lẽ là kết quả của mưa đá từ hàng triệu năm, đứng một cách lạ lùng, hiên ngang giữa biên giới của Arizona và bang Utah. Đây là vùng đất du lịch, cái khu du lịch ta gọi là Horseshoe Bend, tức là cái miếng của móng ngựa. Đây là do kiến tạo địa chất cho nên có cái khúc mà móng ngựa có thể cao đến 610 mét. Và bao bọc bởi dòng sông Colorado, nó gần giống như một vòng tròn. Và theo cái sự kiến tạo địa chất qua hàng triệu năm, thì từ những cái sa thạch này nó bị dồn nén lại, nó cứng như những hòn đá. Chờ người, chờ người, như sa mạc chờ hạt mưa xa. Chờ ai, đợi ai, như hoa tàn chờ giọt sương mai. Sa mạc buồn tâu khi người không đến. Sa mạc lặng thinh nhung nhớ cuộc tình.
cánh nâu ríu rít như gọi sầu. Cuộc tình nào giờ đã trôi mau, ôi còn đâu những tháng ngày bên nhau. Đây là một vùng đất rất là kỳ lạ, rất là đẹp. Nếu các bạn đã từng đi Grand Canyon và các bạn đã chán rồi thì các bạn nên đến đây, vì chắc là trên thế giới đây là vùng đất có 102, vì cảnh sắc nó rất là ảo diệu và lạ kỳ. Đây là những sa thạch đã tạo ra từ hàng triệu năm trước và nó nằm ở dưới lòng đất trên những cái hẻm đi rất là khúc khuỷu, quanh co và khoảng chừng 400 mét. Những thước phim, những tấm ảnh mà chúng tôi chụp sẽ giới thiệu cho quý vị biết. Và có lẽ chúng tôi xin nhắc lại, đây là vùng đất có 102 trên thế giới về cảnh đẹp. Chờ người, chờ người, ơi người tình giờ lạc nơi đâu.